Vâng, em xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Clip này ngày hôm nay em cũng có một số đồ cần bán cho anh em nào mà cần thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha. Và trước tiên là một cái đầu cassette, đây là đầu băng nha, và kết hợp cả chạy đĩa CD nữa. Đây là mặt trên của nó là đĩa này. Còn mặt dưới là đầu băng, còn bên hông của nó là đĩa MD nha. Đó, nó chạy được 3 loại đĩa luôn. Và chức năng của nó thì hoạt động bình thường. Nó lên nguồn cũng như là bắt đài FM rất là tốt nha. Còn về những cái đĩa như thế này thì em chưa test một cái nào hết. Em vừa lấy về thì em bán luôn. Chưa test gì nha. Có nghĩa là ba cái đĩa này này, ba loại đĩa này em có chưa có đồ để thử. Nên em sẽ bán giá mềm lại để cho anh em nha. Em cũng chưa test một cái gì hết. Và cái đầu này thì tình trạng là 100% điện 100V và vô nguồn bình thường nha, lên nguồn cũng như là bắt đài FM là rất là tốt luôn, rất là căng, rất là nét nha. Em sẽ bán với giá là 600 ngàn một cái đầu cassette này. Đây là hàng của Nhật nha, hàng của Nhật Kenwood của nó đây này, model của nó nha. Đó, model là MX này, DX 23 Kenwood hàng của Nhật nha. Cờ trên là một đầu băng CD của nó này, còn mặt sau của nó đây. Đó, toàn là chữ nhật nhá, toàn là chữ nhật thôi. Đó, lên nguồn luôn, lên nguồn bình thường nha, điện 100V. Đó, giá là 600 ngàn nha một cái đồ cassette này. Nó có cả cái tay cầm của nó này. Đó, tay cầm của nó đây, 600 ngàn ạ. Còn những ổ điện nhật này, đây là ổ điện nhật, em còn có mấy ổ thôi. Con này là hàng của Nhật, Made in Japan luôn. Em còn khoảng 5-6 ổ nữa nha. Đây này, ổ điện Nhật 4 lỗ có khóa xoay luôn nha, Made in Japan, cùng với lại hai cái cục hít nằm hai hai bên đầu này. Đấy, em bán với giá là 120 ngàn một ổ nha. Dây nó rất là to, nó dài tầm khoảng 3 mét nha. Đó, 3 mét cộng nó rất là to này. Còn khoảng 5 ổ nữa nha, giá là 120 ngàn một ổ này. Đó, ổ điện Nhật. Còn đây là một loại tép còi. Đó, tép còi này thì em đặt trên trang mạng Alibaba về nha, thì nó có những cái chữ Nhật này. Đó, em về được khoảng 7 đôi nha. Đây là dòng tép còi này. Đấy, và cái tép còi này thì anh em dùng chuyên về nghe nhạc nha, không nên hát karaoke. Em sẽ bán 7 đôi này luôn, là 1.200.000 7 đôi nha. Đấy, 1.200.000 7 đôi. Còn bên đây là một cặp bass 30 hàng bãi của Trung Quốc tháo thùng đây nha. Bass 30 này thì côn của nó là 100 156, và từ côn là côn 63 nha, còn từ là từ 156 này. Bass 30 còn zin hết luôn và tình trạng hoạt động bình thường. Cái đợt trước Tết thì rất là nhiều bác chốt nha, mà xong do gần Tết á, thì chốt xong mày không có cọc được đấy, thì em để tới giờ luôn nha, và em sẽ đăng lại cho bác nào chốt thì cọc cho em ạ. Cọc cho em trước khoảng 300 ngàn nha. Cái cặp này thì em bán với giá là 2 triệu đồng một cặp này. Bass 30, model của nó là SM1201, công suất của nó là 600W nha. Đây, công suất quát của nó đây, trở kháng là 8 ohm này. Đây, mát của nó là 600W nha. Đây là dòng bass chuyên hát karaoke, cũng như là dành cho những thùng loa full đấy, chuyên hát karaoke nha. Đánh DJ hay là hát karaoke gì chiều đòn rất là tốt này, đánh rất là bạo lực nha. Đây, giá là 2 triệu đồng một cặp này, bass 30. Và một mẫu bát nữa, đây là bát 20 nha. Cái bát 20 này thì em cũng về số lượng nhiều nhưng mà còn ít thôi. Em sẽ bán xả cái dòng bát 20 này và một dòng bát 325. Đây, dòng bát này thì là hàng bãi của Trung Quốc nha. Gân của nó là gân rất là to này, rất là to, cùng với lại từ đôi nha. Em sẽ bóc ra, bởi vì cái dòng bát này em cũng giới thiệu rất là nhiều trên clip khác rồi. Đây là cổ của nó đây, cầm nó rất là nặng này và cũng rất là phê. Côn của nó là côn 63 luôn. Đây là dòng bass 4 râu nha. Nên em về có thể thay thế những cái dòng loa cây đấy, hoặc là lên thùng đóng loa thùng đấy, đánh bass rất là uy lực luôn này. Đây, từ đôi này, lỗ rất là sâu này, cực kỳ sâu luôn, hết ngón tay út, ngón tay cái của em luôn nha, ngón tay trỏ luôn này. Đây, hai từ nha, 4 râu. Đây, cái cặp này thì em sẽ bán với giá xả lỗ luôn nha, hầu như là cái giá này là lỗ từ vận chuyển rồi.
Kể đây em bán là trên 2 triệu cặp này, nhưng mà hôm nay em sẽ bán với giá là 1 triệu rưỡi một cặp này nha. Em còn khoảng vài cặp nữa bán xả hết luôn. Đây bốn râu nha. Đấy, bốn râu này đó. Gật nó rất là to. Còn đây là cái nẹp nó đây. Đấy, nhìn rất là đẹp nha. Đây là bát 20. Em sẽ bán là 1 triệu rưỡi một cặp nha, chứ không phải một cái anh em nha. 1 triệu rưỡi một cặp. Đấy, bán xả hết luôn. Còn là bên đây nữa này, bên đây là một cặp bát 25. Bát 25 thì nó cũng giống như là bát 20 hồi nãy, nhưng mà nó to hơn nha. Kích thước nó to hơn. Đấy, đây là bát 25 này. Đấy, rất là nặng luôn này, cầm lên là muốn không nổ luôn anh em ạ. Đấy, côn của nó cũng là côn 63 từ đôi này. Từ đôi khoảng 170 nha, rất là to. Cũng là bốn râu luôn. Đấy, bốn râu hết nha. Nhận cho đóng lọt cây hoặc là anh em lên thùng thì thôi rồi, còn gì phải bàn nữa, nó đánh rung nhà hàng xóm luôn nha. Đó, anh em là mua hai cặp bát 25 này về lên thùng lọt cây, cộng thêm hai loa chung và hai loa chép nữa, hát karaoke thì phê lòi nha. Đó, cái cặp bát 25 này thì em sẽ bán với giá là, kỳ đó em về em bán là 2,7 triệu, nhưng mà hôm nay em sẽ xả luôn nha, còn một hai cặp em sẽ xả luôn, giá lỗ luôn nha, 2 triệu đồng một cặp. Đó, đây là dòng bái của Trung Quốc nha, hàng xịn sò luôn này. Còn cái mặt của nó thì nó có in một cái logo. Đấy, logo này là chuyên đánh súp nha, chuyên đánh bát luôn này. Gần nó rất là to, anh em thấy này. Đánh rất là phê nha. 2 triệu đồng một cặp bát 25 và 1 triệu 500 ngàn một cặp bát 20 nha. Đấy, còn tiếp theo nữa là một mẫu loa rời của JBL, hàng xịn sò của Mỹ nha. Đây, đây là một bộ loa này, của nó gồm một cặp loa bass 16 cm, một cặp phân tầng này. Đây, cặp phân tầng của JBL nha. Đây, cặp phân tầng của JBL, còn phía dưới này là e-căng của nó đây. Đây là e-căng của nó này. Đây, những cái mặt hàng này thì em đặt trên eBay về. Đó, cái bộ JBL này nha, thì em đặt trên trang mạng eBay về. Đây, về cả 2 tháng trời thì nó mới về được tới đây nha. Đây là e-căng của nó đây, logo JBL này. Còn đây là cái chép của nó này. Đây là dòng chép dom nha, chép dom của JBL luôn. Đó, chép dom này. Nhìn rất là xịn sò này. Tiếng rất là hay nha, đây là dòng chép dom. Còn cái bát của nó đây, bát của bát JBL 16 này. Thì những cái dòng này thì anh em có thể về tích hợp cho nghe nhạc này. Hoặc là mình đóng thùng á, mình lên thùng á, giá cháo thùng á thì tùy theo ý anh em nha. Đây là bát 16 này, gân cao su, còn màn là màn giấy bóng nha. Còn mặt sau của nó thì nó in những thông số này, cũng như là watt của nó. JBL 210W max của nó nha. Maximum là 210W. Còn nó để những cái dòng chữ này. Đây, in the USA nha, có nghĩa là cái con này nó đặt, nó được sản xuất tại nước thứ hai. Đó, cũng là chất lượng công nghệ của Mỹ, của JBL hết, đạt tiêu chuẩn của Mỹ hết nha. Nó được sản xuất tại nước thứ hai này, in the USA nha. Đó, bát này bát 16. Và cái bộ này em sẽ bán với giá là 1,8 triệu nha. Đó, bát nào mua thì cọc trước cho em 300 ngàn ạ. Đấy, hai bát, một bộ của nó gồm hai bát 16, hai loa chép và hai bộ phân tầng như thế này. Đó, nguyên hộp của nó luôn nha, em đặt về nguyên hộp luôn này. Giá là 1,8 triệu nha. Đó, hàng xịn sò của Mỹ luôn. Và em còn một số súp hơi này. Đây súp hơi em cũng giới thiệu rất là nhiều trên clip rồi. Bát 30 gân cao su, màng giấy nha. Đây là dòng súp hơi đánh bát cực kỳ mạnh luôn này. Em sẽ bán với giá là 1,6 triệu nha. Giá vẫn không thay đổi. Em còn khoảng vài con nữa thôi, 6 con nha. Đây giá là 1,6 triệu một con này, bát 30 nha. Đây anh em có thể về ghép vô dàn hát karaoke mình đã đánh bát tiếp cho những cái dàn loa full nha, những cặp loa full đấy, bát nó yếu hoặc là bát nó không sâu, không đủ lực ấy, thì nên ghép cái cặp này vô. Ghép một cặp thì càng hay, còn ghép một cái thì đánh cũng vẫn được nha, nhưng mà nó không có bạo lực bằng ghép một cặp. Đấy, 1,6 triệu một con nha. Bạn mua mấy con thì liên hệ cho em ạ. 1,6 triệu một con này. Hàng em sẽ bao zin và bao xịn luôn nha. Đấy, về rất là mới này. MA hàng thương hiệu của Mỹ nhưng mà ráp tại bên Trung Quốc nha. Đó, nó ghi là made in Trung Quốc luôn, made in China nha. Đấy, cục súp hơi bát 30 này.
hai cây kia đánh rất là bạo lực nha. Một cặp loa chép Họa Tiến Alibaba, đây là dòng loa chép lụa em cũng đặt trên trang mạng về. Đấy, dòng này dòng chuyên nghe nhạc này, nó có cả dây cũng như là đế và một cục tụ hàn sẵn vô rồi. Đây, cái dòng chép này thì tất nhiên là nó được sản xuất tại bên Trung Quốc nha. Em cũng đặt trên trang mạng Alibaba về. Đây là dòng chép Họa Tiến này. Đây, về các bác có thể dùng để nghe nhạc cũng như là vừa dùng để trang trí cái phòng khách hoặc là những cái dàn âm thanh của mình cho nó thêm sang trọng hơn nha. Và cái kiểu dáng này thì nó tương tự như là những cái dòng chép của BMW đấy. Đó, BMW nha, y chang luôn, không khác tí nào cả. Đây, giá là 1.000.000 đồng, em sẽ bao ship toàn quốc nha. Và bác nào mua thì cọc trước cho em 200.000 cặp chép này. Đấy, chép này chép Họa Tiến nha, đặt trên trang mạng Alibaba về đấy ạ. Chép lụa dành cho nghe nhạc nha, ghép với lại bát 30 độ lại, đánh rất là hay, tiếng nó ra cực kỳ là nhuyễn anh em nha. Đó, 1.000.000 đồng một cặp này, bao ship toàn quốc luôn. Còn cái cặp bát Discover, đây là dòng loa bát 20, hai loa chép hàng bán của Nhật luôn. Còn phía trước của nó thì nó có một cái logo hiệu toàn chữ Nhật này. Đây, bát 20 nha, GC 100%, hai loa chép này. Cái cặp này thì nó cùng một bên nha, cùng một bên hết này. Và có một cái ở trên thì nó bị mẻ cái góc như trong video nha. Đó, anh em xem này. Đó, như trong video nha. Đây, qua xe đó cho anh em xem này. Đấy, cái cặp Discover, công suất là 100W nha. Đó, hàng bán của Nhật luôn, từ đôi rất là to, cái bát của nó từ đôi nha. Con tầm 43 nha. Đấy, con 43. Và nó có hai lỗ thông hơi nằm hai bên này. Đấy, và cái thứ hai nữa là nó chung một bên hết nha. Đấy, nó chung một bên luôn, màu vàng này. Thì cái đợt trước á, là nếu mà như mà nó đẹp, nó không trùng á, thì là xe có giá là 3.300.000. Nhưng mà hôm nay nó bị tình trạng, nó bị sống một góc ở chỗ này này, với lại nó bị trùng bên á, thì em sẽ bán với giá là 2.300.000 nha. Để bớt đi 1.000.000 cho anh em luôn. Cái giá này thì tất nhiên là phải lỗ rồi, chứ không có lời được nha. Giá là 1.000.000 đồng. Và bác nào mua cái cặp loa Discover này thì xin vui lòng cọc trước cho em 500.000 nha. Đây là dòng loa hát chuyên hát karaoke, phòng 20m² đổ lại ạ. Bãi của Nhật xịn luôn. Đây, giá là 2.300.000 nha. Còn cái cặp loa tay hàng bãi của Trung Quốc này, hàng xịn sò luôn này. Đó, đây là bát, nó là trang bị hai loa nha, một loa chép dôm này và một loa bát 10cm. Cụ từ nó được cụ từ rất là to nha, to gần như là gần bằng mặt miệng loa luôn. Đây, cái dòng loa này thì anh em có thể về hát phòng karaoke, hát phòng đánh cả về sân vườn là một này, hoặc là để trong phòng khoảng 15m² đổ lại. Đấy, đánh tiếng rất là hay. Và cái thứ ba nữa là anh em có thể làm trợ lời loa hát karaoke cho bát 20 độ lại nha. Đó, những cái dòng này thì công suất của nó cực kỳ trâu bò luôn này, nó tầm khoảng 150W một loa nha. Đó, trợ kháng là 8 ohm này. Con này là hàng bá xịn của Trung Quốc nha. Đấy, cái cặp này thì em sẽ bán với giá là 800.000 đồng một cặp này nha. Đó, có là một lỗ thông hơi nằm ở bên đây này. Đấy, 800.000 một cặp này. Đấy, bác nào mua thì cọc trước cho em 200.000 nha. Đấy, giá 800.000 này. Zin xịn 100% và hoạt động bình thường nha. Hai loa luôn, làm loa trợ lời cho hai, cho loa bát 20 cũng như là loa Pioneer là một này, hoặc là loa những cái dòng loa Boss này, hoặc là những cái dòng loa khác mà bát 20 độ lại đấy, thì hát rất là hay nha, trợ lời rất là to luôn này. Một mẫu loa nữa này, đây là dòng mẫu loa Boss. Boss 3 là một CD 4 nha. Cái cặp này là màu vân gỗ này. Cái thứ hai của nó là nó trùng bên nha. Nó trùng bên như thế này này, thì em sẽ bán với giá nữa lại 6.200.000 một cặp loa này. Hàng dính xịn hết. Cái căn của nó đây, em sẽ bóc ra này. Đó, loa bát 20, gần là gần zin luôn nha. Chép ở đây này. Còn mặt sau của nó đây, em sẽ xoay mặt sau cho anh em xem luôn. Đây là mặt sau của loa Boss nha. Made in Mexico nha. Đây là hàng xịn sò của Mỹ xịn luôn. Đó, cái cặp này nó trùng một bên anh em nha. Nên em sẽ bán với giá là 6.200.000, giá xả lỗ luôn nha. Bình thường thì cái cặp này trên 7 triệu, nó tầm khoảng 7.500.000 hoặc là 8 triệu đổ lại nha, tùy theo chỗ bán. Và cái màu vân gỗ của nó thì bao nhiêu nó cũng vẫn mắc hơn là cái màu đen. Đấy, nó bị trùng bên thôi, còn lại hoạt động bình thường, cũng như là nguyên zin hết. 6.200.000 nha. Đó, 6.200.000 này. Về các bác hát karaoke mà không quan trọng bên trái bên phải thì liên hệ cho em. Bởi vì đây là cái cặp loa nó trùng một bên nên em sẽ bán cái giá này nha. Còn nếu như mà nó không trùng thì không dưới 7 triệu hoặc là không dưới 7.500.000 đâu anh em nha.
Đấy, những cái dòng bốt mà màu vân gỗ, màu vàng vân gỗ như thế này thì nó cũng rất là ít và cũng giá cũng rất là cao so với lại màu đen nha. 6 triệu 200 ngàn này, bắt đầu mua thì xin một lòng cọc cho em chút một ít ạ. Và cuối cùng nữa là một con đẩy JBL LX8 này, con này trước em về cũng rất là nhiều nhưng mà hôm nay em còn khoảng một hai con thôi. Đấy, các bác mua những dòng đẩy này cũng rất là khen cũng rất là nhiều nha. Đây, model của nó là X8 này, JBL, con này hàng xịn sò của Mỹ luôn nhưng mà được lắp ráp tại bên China. Nó chạy 32 con nha, mặt là mặt clutch H này, 32 con thì là 16 con lớn và 16 con nhỏ này. Còn đây là mặt sau của con đẩy JBL LX8 đây, thì nó cũng trang bị những cái đường cổng ra này và đường cổng vô. Rồi những cái cọc loa của đường ra của loa nha. Cái con này thì nó được chạy mặt clutch D, công suất cũng rất là khỏe này, 1.800W 1 cân nhân cho 4 ôm nha. Đấy, còn là 800W 1 cân là nhân cho 8 ôm. Đấy, rất là khỏe nha. Và những cái cục đẩy X8 như thế này em cũng đã test rồi, đánh rất là khỏe nha. Và cái cặp con đẩy X8 này thì về anh em có thể đánh với lại hai đôi bát 25 hàng bãi của Trung Quốc như là 8 BMB 850 hoặc là 880. Còn hai nữa là anh em có thể đánh với lại những dòng loa bass 30 hàng cổ Nhật, thì nếu có thể đánh được hai đôi bass 30 hàng cổ Nhật luôn nha. Đấy, dòng JBL X8 mình đánh rất là khỏe luôn này. Giá của nó là 6 triệu 500 ngàn một cặp, à một cái nha. 6 triệu 500 ngàn một cái. Hàng mới khoảng 95% đổ lên, rất là đẹp nha. Và em cũng vừa giới thiệu các mặt hàng em cần bán trong clip ngày hôm nay. Và bác nào cần những mặt hàng nào thì xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em xin hoàn toàn quốc nha. Và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt các bác ạ.